Anh Huy, anh đang ô mai hả? Cái tội ăn lén xế muội. Sao cái mặt anh mắc cười quá vậy? Rất mập đúng không anh? Chúc mừng anh. Vẫn còn sực luôn á, không có bị dai. Ăn với bánh mì là tuyệt vời. Anh có thể dùng hai chữ để miêu tả không anh? Duy ơi, em phải thử món này. Là em thấy được cái ẩm thực của miền Nam nó cực kỳ không còn nhiều từ gì diễn tả nữa. Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fitin, hiệu quả nhờ chứa bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. From the beginning. Hit it, boys. Con mắm ruốc này chưa? Chắc chắn khi mà ăn chung với cơm với lại rong biển thì sẽ có một cái hương vị rất là lạ đó anh Huy. Sao cái mặt anh mắc cười quá vậy? Rất mập đúng không anh? Chúc mừng anh. Rất đậm đà nha thầy ơi. Qua trời, ngồi chán quá. Cái gì vậy Wendy, đây là những công đoạn cuối cùng rồi, bạn không cần phải qua đâu. Thử là chỉ có MC thử thôi. Còn tí nữa bạn sẽ được ăn chính thức. Nè. Cắt. Cắt. Thấm chưa anh? Thấm chưa, mềm chưa anh? Giòn. Giòn. Thôi đủ rồi, không cần vậy đâu. Rất đậm vị. Nhai kỹ thì có vị ngọt, không quá gắt. Là chảy nước miếng. Cho em xin miếng đi anh. Nhiều lắm bạn ơi, cho miếng nữa nha. Chết rồi, thử, chết rồi. Thử. Anh Huy ơi, em lo lắng quá anh ơi. Sao vậy? Tại vì em rất là thích con gái mình nấu ăn cho em ăn á. Mà cứ với tình hình này em thấy căng thẳng á anh.
Dạ. Wow. Một biểu cảm. Có thấy cái vị ngọt không? Lúc này em nhai giờ em thấy vị ngọt không? Cái vị ngọt của cái nguyên liệu là lưỡi heo nha, mà nó thấm được một chút cái hắc xì dầu vào, nước dừa, thêm nước dừa nó ngấm vào từng cái thớ lưỡi nữa. Ôi trời ơi, không thể tin được, cái này mà chỉ cần một miếng bánh mì nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ chỉ còn giây phút để cho nó, em phải để nó sệt. Trời ơi, sệt lại thôi. Nhìn chỗ khác. Mà sao thấy là bên trong miếng lưỡi heo nó đã ngấm vị rồi đó, khi mà cắt ra mặc dù là không có chan nước sốt gì lên hết à, nhưng mà nó đã ngấm được cái màu của hắc xì dầu. Mùi thì khá là thơm. Bây giờ em thử. Em nên thử gì? Thử. Anh chưa nhận xét được luôn hả? Tại sao vậy? Thử đi. Thơm. Ừ. Chung cảm nhận đúng không? Khẩu vị anh em mình giống nhau. Ừ. Đậm chè á thầy, thầy hiểu ý em chứ. Đậm chè. Ủa sao có một miếng hả? Hai nè, miếng nhỏ nè. Anh ghim là ghim cả hai. Miếng nhỏ đó ai ăn? Em ăn. Anh Huy là một người đàn ông rất, thật sự rất ga lăng. Một người anh mà như nhận thấy á, rất quan tâm đến đứa em của mình. Thật sự anh đã gấp hai miếng và em rất là trân trọng cái tình cảm này. Ăn nhiều mập. À, anh sợ em mập. Chứ còn gì nữa. Anh có lo cho bản thân mình không? Không, anh mập được rồi. Hy sinh anh cũng cố để em. Dạ. Đó. Đừng ăn nhiều mập lắm, gia vị nhiều lắm. Thơm. Ừ. Trời. Vẫn còn sực luôn á, không có bị dai. Ăn với bánh mì là tuyệt vời. Anh có thể dùng hai chữ để miêu tả không anh? Duy ơi, em phải thử món này. Là em thấy được cái ẩm thực của miền Nam nó cực kỳ không còn dự từ gì diễn tả được nữa. Nó toát lên cái vẻ mà nó hài hòa. Cả hai bạn hôm nay làm bất ngờ ở chỗ là rất là hài hòa về gia vị. Lần đầu tiên coi clip mà làm được cái món mà lưỡi heo khìa nước dừa này là một cái sự bất ngờ rất lớn cho đội ngũ ekip thực hiện chương trình. Anh đạo diễn anh cũng đang ngất xỉu giọng. Đúng rồi, hấp dẫn lắm, ngon, rất là ngon. Chúng tôi sẽ giúp cho bạn cái dĩa này sạch sẽ thôi. Đúng rồi, cái dĩa này không có nên để nhiều quá như vậy. Lên hình không đẹp. Đúng rồi. Đây đây, nước sốt, nước sốt chan như nè. Chừa cho em tí sốt. Còn em ơi, Trang ơi còn. Đây, em biết cái góc này là Trang quay hướng này. Rồi em đổ xuống hướng đó nha. Rồi, 2, 3. Trời ơi. Đó. Và tất nhiên với khẩu phần ba người ăn chỉ cần một ổ bánh mì là được rồi. Đúng rồi, đừng ăn nhiều bánh mì quá, mập lắm. Ôi trà sữa chân châu đường đen. Tâm phải tịnh. Tâm phải tịnh. Anh Huy. Ờ cảm ơn em, thôi mà. Ủa? Anh sợ mập mà Huy. Thôi. Kỳ lắm, cái này mập lắm em ơi. Đừng uống mấy cái này thiệt á, Sam này. Nếu mà mập chết luôn á Sam. Mà cái quỷ này nó mập mà sao mà nhiều hết uống á ta. Có đây là củ cà rốt nè, còn này là miếng khoai lang tây. Ủa, nó đen quá. Cái gì nữa? Hết rồi, nước sốt không à. Này là mấy cái đồ ăn
giảm cân á. Hầm nó không? Hầm chung để ra gì? Chứ nãy giờ đâu ăn gì mấy đâu, nó hầm hết nước hết chất rồi. Nó chỉ còn là không có gì hết trơn, có tôm với lại mấy giò. Thấy không? Chỉ toàn là chừng 20 cục thôi. Cái này là chỉ toàn là những cái bột người ta đã nấu hết chất rồi, nó chỉ là mang hình thức là rau củ thôi. Mọi người ăn này giảm cân tốt lắm. Đây là những cái gọi cho A Quay đặt 10 cái bánh bông lan trứng muối đen đây đi thôi. Để cho mọi người cùng ăn. Khoái lắm, trên kia này khoái lắm. Thôi chứ là... Ôi hay. Đặt 5 em cái uống nước mà. Để cả điện Giang thiệt.